Chào mừng anh em quay trở lại. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em mấy cái mod mà hiện tại mình đang dùng trong cái game này. Thì ở đây là một số cái mod mà mình cảm thấy nó thực sự rất là làm cho việc chơi game rất là dễ dàng hơn rất là nhiều. Đầu tiên thì cái mod này là mod đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với anh em, là cái mod Fast Track này. Thì nó giúp là cái game nó hoạt động rất là nhanh hơn bằng một cách nào đó thì cũng hiểu nó làm gì ở trong này, nhưng mà bằng một cách nào đó mình cũng biết. Thì mod này là mình được giới thiệu thôi, cái mod này cũng ra lâu lắm rồi nhưng mà giờ mình mới thử dùng thử. Thì hiện tại là mình đang ở chơi ở 966 Psycho. Thì trước khi dùng cái mod này thì mình cái game của mình á chơi ở tốc độ nhân 2 là chỉ có khoảng cỡ 27 đến 28 fps, nhưng mà sau khi dùng cái mod này thì đã lên tới 40, tức là tăng gần 10 đến 12 fps đó, thực sự rất là nhiều đối với một cái mod mà thực sự nó hiệu quả như vậy. Thì mình khuyên anh em đầu tiên cái mod này là nên dùng đầu tiên. Tiếp theo một cái mod thứ hai là cái mod ở đây là toàn bộ cái tên này là mấy bạn có thể tìm trực tiếp từ trên chỗ trang của Steam luôn, thì mình khỏi cần phải để đường link, mấy bạn từ nhìn nhìn vào cái tên này thôi. Tiếp theo thì mod thứ hai là cái mod Simple Pip Plant này. Cái mod này có gì đặc biệt? Thường thường á, con pip nó trồng thì nó sẽ cần 60 giây nó mới đi tìm hạt giống một lần, đúng không? Thì anh em ví dụ trồng một cái vườn cây tự nhiên thì mấy bạn sẽ phải chờ 60 giây con pip nó mới đi tìm hạt một lần. Thì để giải quyết cái tình trạng là con pip nó đứng đứng chơi lâu thì mình có thể dùng cái mod này. Thì cái mod này nó có cái hay á, là ở đây mình có thể chỉnh được thời gian bao nhiêu giây, thời gian ở đây là bao nhiêu giây con pip nó sẽ đi tìm hạt một lần, ở đây mình chỉnh là một giây tối thiểu là 1 giây và tối đa là 5 giây. Thì trong vòng từ 1 đến 5 giây thôi là con pip nó sẽ đi tìm cái hạt để mà trồng vào vườn cây liền đó. Còn cái này thì mình biết, cái này không biết là cái này gọi là gì, nhưng mà ở đây là cái này mình bày bạc chỉnh về không á, tức là con pip chỗ nào nó trồng hết á, miễn sao có đất trống là nó trồng. Còn mình bạc chỉnh số 1 tức là nó sẽ trồng một cây, hở một cây. Còn mình bạc chỉnh số 3 tức là nó sẽ trồng 3 cây và hở 3 ô, giống như mặc định vậy, tức là mình cần phải xếp tháng luôn, nó tự động biết trồng 3 cây bên này xong là sẽ hở 3 ô ra. Thực sự thì mình cũng chưa, thường thường mình vẫn dùng theo cách thủ công là dùng thang để mà chặn lại cho con pip nó khỏi trồng, nhưng mà nếu theo đúng trong cái phần mô tả này thì nó sẽ là trồng 3 cây hở 3 ô rồi bắt đầu trồng lại 3 cây tiếp. Còn mấy bạn chỉnh số 1 tức là nó sẽ trồng một cây hở một ô rồi nó sẽ trồng một cây. Ở đây hiện tại mình đang dùng 3 cây. Thì đây, một đây là một trong những cái mod cũng rất là hay. Nó giúp giảm giảm thời gian chờ đợi lại. Rồi ở đây là cái mod tiếp theo, cái mod này cực kỳ hữu dụng trong việc là tạo một cái phòng để mà chứa chất khí vô hạn này, giống như mình có nhiều chất khí gì đó, khí ga tự nhiên, khí hydro, mà mình muốn là tạo một cái phòng để mà chứa chất khí này, chỗ nén mà nén không bị quá áp suất á, thì mình sử dụng cái mod này. Cái mod này là cái mod máy bơm, nó sẽ làm cho mình có thể chỉnh được cái lượng nước mà mình đổ vào vào một cái máy bơm á. Thì thường thường là trong game này một cái ô mà chứa chứa phòng nén khí mà không có áp suất á, thì mỗi ô nước mình đổ nước có thể là dầu thô, dầu hỏa, supercoolant hoặc có thể là nước lạnh. Thì nước lạnh này rất là nguy hiểm tới cái việc tại vì sau này cái phòng đó mà nhiệt độ cao thì hơi nước nó có thể bị hư, nên mình khuyên anh em nên dùng dầu thô, dầu hỏa hoặc là supercoolant. Thì cái mod này nó sẽ cho mình chỉnh cái lượng nước là phải dưới 2 kg mỗi ô để mà cái van khí mỗi lần mình đổ á, thì nó sẽ không bị quá áp suất. Đây là cái mod dùng để chỉnh cái đó.
Còn cái Pip Plant Overlay này thì mình ở trên góc này, sau khi mình cài sẽ có một cái hình con pip, thì mình sẽ click vào là mình bị con pip ở trên chỗ nào trồng được, chỗ nào không trồng được. Cái này cũng rất là hay. Tiếp theo là mình sẽ có cái mod này. Cái mod này là mod sẽ nói về việc là mình xây tường. Thường thường bữa nay cái phiên bản mới á, là sẽ có rất là mình xây rất là nhiều tường để trang trí. Thì cái tường đó mình đã xây, thường thường mình nếu không có mod này thì mình xây tường xong thì đường ống dây điện đôi gì nó vẫn sẽ nằm trước tường hết á, và nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái đồ trang trí. Nhưng mà khi mình dùng cái mod này thì nó sẽ giấu hết dây điện, và cũng nó cũng giấu cái đồ xấu của mấy cái ống ống luôn. Thì mấy cái hiệu ứng giống như là mình xây bằng một cái vật liệu gì đó mà nó có cái đồ trang trí thấp á, thì nó cũng sẽ ít ảnh hưởng tới cái mặt phía trước đó. Ở đây Rocket Tile này là mình cũng nhớ cái tên gốc của nó là gì, nhưng mà nó dùng để là phá cái tường trong chỗ tên lửa. Thì mod này thì khuyên anh em không nên dùng, cơ bản mình dùng để sau này mình cuối game á, thì mình sẽ phá về tên lửa thôi. Hiện mà mấy bạn không nên dùng cái mod này. Còn cái mod Move This Here này là cái mod này dùng để làm có thể bỏ đồ dọn dẹp. Và thường thường một cái thùng dọn dẹp á, thì mình sẽ chỉ có thể chứa được những cái vật liệu trong game. Còn những cái vật những cái đồ dọn dẹp giống như nước hoặc là chất khí thì cái thùng chứa bình thường của mình sẽ không có, nên mình sẽ dùng cái mod này là có thể chứa được toàn bộ những gì mà mình có thể dọn dẹp được trong game. Là nó sẽ khi mình bật số 1 trên bàn phím ra, mình có thể xây được một cái thùng hình vuông bằng gỗ, thì ở đó mình dùng cái gì được hết á. Tiếp theo là cái mod Type T này. Cái mod này rất là hay. Ở đây mình click vào mình sẽ chọn được cái lượng nước mà mình muốn chọn. Cái mod này với mục đích duy nhất là mình sẽ làm cự nước rất là nhanh. Ở đây mình sẽ bỏ là 0.03 kg, tức là 30 gram. Thì để làm cự nước thì mỗi loại chất lỏng là sẽ 30 gram. Giống như để làm một cự nước 2 ô đúng không, thì đầu tiên mình sẽ đổ nước muối 30 gram. Thì mình sẽ dùng cái mod này. Mình chỉ cần dưới này có một hình cái ống hoặc là cái ván gì đấy, mấy bạn chỉ cần click vào lấy cái biểu tượng đó và mấy bạn kéo chuột tới nó chỗ cái nước mà mình muốn đổ 30 gram á. Bạn click vào và mấy bạn đè chuột kéo đi tới cái chỗ mà mấy bạn muốn thả ra đó, chỉ cần như vậy thôi. Thì giống như mình muốn làm cái cửa nước, đầu tiên mình sẽ click vào chỗ nước muối, kéo đi thả một ô, rồi mình kéo tới nó chỗ nước sạch á, mình click chuột nó chỗ nước sạch, kéo và thả vào ô thứ hai phía trên, tức là mình sẽ tạo xong một cái cửa nước rất là nhanh, khỏi cần dùng van. Thay nếu mà mặc định á, thì mình sẽ phải dùng cái máy bơm này, mình sẽ chỉnh 30 gram đúng không, nhưng mà mình có cái mod này thì mình sẽ làm việc đó lập tức luôn, không cần phải xây bơm máy bơm nữa. Thì cơ bản hai này giống nhau. Cái này thực sự là cũng làm cho việc rất nhanh và làm cho cái game dễ đi rất nhiều chắc chắn rồi. Ở đây là còn một cái mod khác là movable feature này. Thì cái mod này dùng để chuyển cái mặt, giống như ở có một cái mặt núi lửa nào đó nó ở gần nhà mà mẹ bạn không thích, thì mẹ bạn là dùng cái mod này để mình chuyển đi luôn. Thì mặc định như vậy thôi, chỉ cần xong là mình có thể là click vào cái mặt giống như mặt núi lửa, mình chọn có một cái chức năng khác. Khi mà bật cái mod này lên sẽ có một cái chức năng khác, thì mấy bạn là cho tôi đề nó tự nghiên cứu, và thằng đề là phải có kỹ năng nghiên cứu thứ tư. Thì mình cũng đi chuyên sâu thôi, mình chỉ nói đơn giản ngoài thôi. Thì có một cái mặt hoặc chút nữa mình sẽ vào game mình sẽ nói thêm cho mấy bạn biết luôn, cho mấy bạn hiểu rồi. Thì nó sẽ chuyển được cái mặt đi chỗ khác, giống như mặt núi lửa này, mình sẽ nói dài nữa, nói nhanh gọn thôi. Ở đây là cái mod này dùng để tắt mấy thông báo khó chịu, chút nữa mình vào mình nói luôn. Ở đây là cái này sẽ giúp cái tự động hóa, nó sẽ hiện thông tin rõ ràng hơn, tại vì bình thường mặc định á là nó sẽ hiện mấy thông số nhỏ lắm. Còn mình bật cái có mod này thì nó sẽ giúp cái thông số nó hiện to hơn, chút nữa mình sẽ cho mấy bạn xem luôn. Ở đây cái mod là Better Info Card này, thì nó sẽ giúp mấy cái vật phẩm mà nó cùng nằm một ố á, thì nó được sắp xếp gọn gàng hơn và mấy bạn có thể là thấy được nhiều hơn. Còn bình thường mặc định game á, nó sẽ nằm dọc xuống và mình sẽ bỏ chuột vào á, là mình sẽ thấy được một vài vật phẩm thôi, một vài vật phẩm trong cái thông tin của cái vật đồ vật gì đó mà
nó sắp xếp từ trên xuống dưới này, và nếu cái dưới xá thì nó sẽ không thấy, mà cái này nó sẽ giúp là gọn lại và mình có thể thấy được ở mình đang mình muốn click vào cái gì. Ở đây là tường này là cái mod wallpaper này, sau này mình ngày xưa mình có dùng cái này. Cái mod này là sao mình lại có dùng cái này ta? Wallpaper chắc là mod này là dùng cái mod để mà che ống này, đúng rồi, mod là mod che ống. Thường thường là mình sẽ dạy dạng từ mình xây xong thì cái đường ống nó vẫn nằm phía trước, cái mod này nó sẽ ẩn cái đường ống phía trước đấy, cái này thay đúng lô rết hơn. Tại vì mấy bạn mà dùng cái xây nhà thì mình đã dùng dạy dạng từ hoặc là mình trang trí quẹt sơn quẹt tường gì đó thì mình bao giờ mà để cái đường ống lòi ra phía trước được, rất là vô lý, phải không? Tiếp theo là cái mod sweep by tap này, là cái mod này dùng để mình dọn dẹp thì mình có thể chọn được mình muốn dọn dẹp cái gì. Chút nữa mình sẽ cho mấy bạn thấy. Mod smart pump này thì là cái mod này rất là hay. Chút nữa mình vào game mình nói luôn, thì mod này là nó sẽ giúp cho mấy bạn là có một cái máy bơm khác giúp để bơm chân không rất là nhanh, và có một loại máy bơm khí, một máy bơm nước, nhưng mà mình có thể chọn là thay vì mình xây cái bộ lọc thì mình có thể chọn trực tiếp vào trong cái máy bơm này, và máy bơm này sẽ cần phải có nhựa để mà xây. Còn bình thường á thì mình chỉ cần quặng kim loại là có thể xây được rồi. Cái bot này dùng để xem cái phạm vi hoạt động của một cái máy nào đó. Cái research queue này thì nó sẽ giúp cho mình chọn được nhiều cái mục nghiên cứu mà mình không cần phải chọn nhiều. Giống như chút nữa mình sẽ nói luôn. Priority 0 này thì cái mod này nó sẽ là có cái mức độ ưu tiên không thì nó tôi đề nó sẽ không trồng. Tiếp theo là cái mod này no manual delivery này, cái mod này rất là hay. Giống như một cái máy thang thì tôi đề nó thường thường tự là từ cung cấp máy thang, mình xây một cái máy gấp vật liệu rồi đúng không, thì thường thường là mình sẽ muốn mình lại xây một cái máy gấp vật liệu rồi thì mình sẽ không bao giờ muốn thằng đề nó tự bỏ cái nguyên liệu vào cái máy điện thang nữa. Mình đây là mình ví dụ cái máy điện thang thôi, thì cái mod này sẽ giúp có một cái chức năng khác là tắt, không cho tôi đề nó sẽ di chuyển thang tại cái máy điện thang nữa đó, chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ rất là hữu ích luôn. Còn ở đây là cái mod dùng để xây gạch tự nhiên, cái mod này thường thường đi đôi với cái mặt mod mà cho ông trồng cây này, thì cái mod này nó sẽ rất là hay. Đầu tiên á, thì nếu mà để mấy bạn muốn xây một cú gạch tự nhiên là mấy bạn xây 7 ô gạch xung quanh này, cũng khó nói để vào game mình nói luôn. Cái này là for bit item này là dùng để có một cái chức năng khác là mình sẽ không cho tụi đề nó sử dụng được cái đồ vật mà mình muốn chọn rồi. Rồi drywall high pile, đúng rồi, cái này là khác này, đây là cái wallpaper này tức là bị lỗi rồi, cái này mình chọn nhầm. Đây cái mà cái tường mà chạy ống á là cái mod này này, mình xin lỗi nha, đây là cái mod tường chạy ống đó, chạy ống dây điện và mấy cái đồ sau lưng á thì nó sẽ dùng cái mod này. Mod DGSM này là cái mod để chọn đề thôi, thì mình thích thằng đề nào thì mình chọn thằng đó, khỏi mất công là phải bấm ngồi loạt game xây game này loạt liên tục mệt. Chain deconstruction này là cái mod dùng để phá đường ống liên hoàn, bất kỳ những cái gì trong game này mà mình đã xây được một dãy, giống như mình xây một cái dãy đường ống nước thì mình muốn phá thì mình phá một cái, mình đánh dấu phá và tụi đề nó chỉ cần phá một ống thôi là nó sẽ tự động vỡ hết toàn bộ luôn. Thì cái mod này dùng để việc là phá vỡ rất là nhanh, mình rất là thích cái mod này luôn, lúc nào hầu như dùng chơi ngồi chơi nó sẽ phá từng cái đau đầu lắm. Cái mod build over plan này là cái mod dùng để xây thang, thì ví dụ có nhiều vườn cây mình thường thường mình kéo chuột thang xuống thì dính cái cây nó sẽ không xây được, nhưng cái mod này nó sẽ giúp cái việc đó làm rất là nhanh. Mình kéo xuống là nó sẽ tự động là mặc định là nó sẽ đi ngang qua cái cây luôn, là từ đề nó sẽ tự biết đào cái cây ra. Big capacity này á là sẽ giúp làm cho cái chỗ chứa chất khí và chất lỏng của mình, cái thùng chứa nước á, thường thường mặc định là năm tầng nước thôi, nhưng mà mình dùng cái mod này thì một cái thùng chứa nước của mình là sẽ chứa được tới 20 tấn,
cái mod này là mod zoom camera rồi đó. Như vậy giờ mình sẽ vào game luôn và mình tiếp tục, và mình sẽ nói cho mấy bạn biết. Rồi quay trở lại thì mình sẽ nói về cái mod trong game này đó, cái mod mà party này, thì cái mod này sẽ dùng mình click vào. Mình đầu tiên mình sẽ cho giống như mình muốn lấy một ít dầu hỏa này, mình kích chuột và mình đè thả ra đây, ở đây nước kích chuột thả ra đây đó. Như vậy là mình sẽ có là một cái cửa nước rất là nhanh. Cái mod thứ hai là cái mod pip plant overlay này, mình sẽ click vào và mình sẽ thấy ra con pip nó sẽ trồng được những khu vực nào. Đây, đây là những khu vực mà con pip có thể trồng được đấy đó, nó sẽ hiện ra cho mình rất là hay. Tiếp theo cái mod smart pump này là ở đây, cái máy bơm này là mình có thể chọn được cái chất lỏng mà mình muốn bơm. Giống ở bên này mình đang chọn là dầu thô, đây mình đang chọn dầu thô đấy. Máy bơm này nó sẽ chỉ chọn dầu thô thôi, dù có chất lỏng nào rớt xuống đây thì nó vẫn chỉ chọn dầu thô, nếu mà không có thì nó sẽ bị ngừng hoạt động đó. Lúc nào hết dầu thô thì nó sẽ tự động ngừng hoạt động thôi. Và nó sẽ có một cái máy bơm khác là cái máy bơm này, vacuum này. Thì một cái máy, đây là một cái máy bơm thường. Máy bơm thường là chỉ có 2, 4, 5 ô. Còn cái máy này là tới hình như là tốc độ nó nhiều hơn gấp 4 lần cái máy này. Thì đảm bảo là cái lượng khí mà mình muốn bơm chứ không á, thì nó sẽ nhiều hơn cái máy bơm thường rất là nhiều. Và tương tự ở đây một cái máy bơm thì mình vẫn có thể là chọn được cái chất khí mà có thể mình muốn bơm. Rồi tiếp theo một cái mod khác nữa là cái mod dọn dẹp đây. Mod dọn dẹp này mình bấm chữ K lên phải không? Thường thường là mình sẽ bấm K lên là dọn dẹp thôi. Nhưng lúc ở đây mình có thể chọn được mình muốn dọn cát thôi, thì mình sẽ mình kích như vậy là chỉ ở đây chỉ được cát là được chọn thôi. Có một cái rất là hay như vậy. Này. Ở đây mình sẽ chọn là chất lỏng được biển này. Ở đây ngồi được biển thì nó cũng sẽ được chọn đúng không? Còn nếu mình chọn tất cả thì nó sẽ chọn bình thường đó, như vậy. Ở đây còn cái mặt này có cái mod mà movable filter đó, là thì ở đây mình sẽ có cái survey này này. Sau khi mình bấm xong, tôi đề là tới đây một cái thân đế là phải có một cái có kỹ năng survey xây dựng này này trên góc này, thì mình sẽ cộng điểm cho thằng này là thằng đó có thể làm cái mục survey này. Lúc nào survey xong thì nó sẽ ra một cái cúp nó đâu rồi ấy? Mình đào nó mất đâu rồi, đây cái cục đây đó, mình chỉ cần bấm cho thằng có điểm kỹ năng đó, bấm tới đây bấm acti gọi là cái cục đó sẽ tự động là tạo thành một di chuyển từ phá đến đó luôn. Toàn bộ những gì ba cục gạch này và cái mặt này nó sẽ tự động di chuyển xuống như này. Và đôi lúc là mấy bạn sẽ phải là load lại game để mà cho nó là hoạt động đúng, đôi lúc nó có lỗi một chút nhưng mà mình chỉ cần load lại game thôi. Cái đó rất là dễ. Và một cái mod gì nữa hay như vậy là chắc là hết rồi, như vậy hết rồi. Rồi như vậy thôi. Nếu anh em có thắc mắc gì thì nhớ là để lại bình luận hoặc là câu hỏi cho mình để mình biết mình trả lời đó. Và cái mod fast track này nó lên cái app cho mình cũng khá nhiều đó. Rất là hay. Hy vọng là anh em có thể là chọn được cái mod mà mình ưng ý và muốn sử dụng, thì anh em nhớ là tìm cái tên và tự động download về thôi. Mình sẽ không để đường link lại đâu, tại vì một phần á, tại vì mình đang dùng phiên bản của Epic Game nên là mình cũng cũng có mấy cái đường link, và mấy bạn là chỉ cần lên gõ cái đường cái tên đó là nó sẽ tự động ra thôi. Rồi như vậy nhá, chúc anh em một ngày vui vẻ.